Ngày xưa, núi Bà Đang có tên gọi là núi Một. Trên đó có một tượng Phật bằng đá rất linh thiêng. Dân chúng rủ nhau chặt cây lá dọn đường lên núi cúng Phật. Người lên núi thường phải đi từng đoàn vì dọc đường có rất nhiều bèo cọp. Có một người con gái tên là Lý Thị Thiên Hương, văn hay võ giỏi, gốc ở Trảng Bàng. Rồi mỗi ngày rằm trăng sáng, cô hay lên núi lễ Phật. Trong làng có chàng trai tên là Lệ Sĩ Triệt, để ý cô, đem lòng thương mến. Vì thấy cô có nhan sắc, một ông quan nọ định dùng võ lực bắt cô đem về làm thiếp. Ông ra lệnh cho một thầy võ sĩ hành kế gian. Khi cô Lý bị thầy võ kia đánh bại, sắp gặp nạn thì Lệ Sĩ Triệt xông ra cứu thoát. Về nhà cô thuật chuyện lại, được cha mẹ đồng ý gả cô cho chàng trai cứu mạng. Và lúc ấy võ tánh đang chiêu binh giúp Gia Long đánh nhà Tây Sơn, Lệ Sĩ Triệt ra lòng quân. Một hôm, giữa lúc đang chờ chồng trở về đoàn tụ, cô đang cầu khẩn trên núi thì có một bọn cướp đến vây bắt. Cô chạy thoát vào rừng trốn rồi mất tích luôn. Sang đời Phu Minh Hạng, có một vị hòa thượng trụ trì trên núi Tây Ninh. Ngày kia đang niệm Phật, bỗng thấy một người con gái mặt đen nhưng xinh đẹp hiện ra nói văng vẳng: "Ta đây họ Lý, khi 18 tuổi bị rực bắt nên té xuống hố chết. Nay ta đã đắc quả, xin hòa thượng xuống triền núi phía đông nam tìm thi hài ta mà chôn cất giùm." Vì hòa thượng này y lời, đi tìm xác cô đem về chôn cất. Câu chuyện đồn đãi ra tới thượng quốc công Lê Văn Duyệt. Ông bèn lên núi tìm hiểu hư thực và hứa dân sớ về triều phong chức cho cô gái họ Lý này nếu cô linh hiển cho ông thấy tận mặt sự thật. Cô bèn nhập vào xác một đứa con gái nói rằng hồn của thượng quan sau này sẽ được chức thần kỳ vinh hiển, nhưng xác của thượng quan sẽ bị hành hạ. Lê Văn Duyệt nói: "Bổn chức không cầu xin cho biết tương lai mình, mà chỉ muốn biết rõ căn nguyên của nàng." Xác cô gái rơi nước mắt, kể lại câu chuyện chết oan ức của mình và nhắc lại duyên nợ tiền định với chàng Lê Sĩ Triệt. Theo lời kể, sau khi võ thánh từ hỏa thiêu ngày thành bình định thất thủ, Lê Sĩ Triệt được phong chức chỉ huy hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận. Hai người vì chưa sống chung chạ nhau nên được trường sinh bất tử, nhờ vậy nàng trở thành tiên thánh xuống cõi trần thế để cứu nhân độ thệ. Kể dứt lời, cô gái nọ té nhào bất tình hồi lâu mới dậy. Lê Văn Duyệt đã thay mặt vua phong cho cô Lý Thị Thiên Hương chức vị Linh Sơn Thánh Mẫu, ngữ núi Một, tức là núi Bà Đen. Ngày nay ở Tây Ninh, núi Bà Đen nổi danh là một địa thế linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được. Quê em có núi Bà Đen, sông Vàng có chảy suối hiền hòa. Quê em...